Quán massage vật lý trị liệu Sen Tài Thu tại phố Thái Thịnh là một quán massage rất nổi tiếng. Quán đã được thành lập nhiều chục năm và là một quán massage nổi tiếng nhất ở Hà Nội và cổ xưa nhất, do các chuyên gia hàng đầu về vật lý trị liệu thực hiện. Ở đây có các quy trình chuẩn như massage, xông hơi, bấm huyệt, và đặc biệt là do các chuyên gia về vật lý trị liệu thực hiện. Cuối buổi massage còn ở đây còn có suất ăn nhẹ để bồi bổ sức khỏe.